382 Gối hạc Tên khác, đơn gối hạc, cây mũn, bí dại, củ dối, phỉ tử, kim lê, trúc vòng, mại chia, co còn ma, mìa sẻng Bộ phận dùng Dễ thu hái vào mùa thu, phơi khô Tác dụng dược lý Dễ gối hạc có tác dụng ức chế co thắt cơ trơn ruột cô lập động vật thí nghiệm, gây bẩy histamin và acetylcholine. Bài thuốc cổ truyền bổ thận gồm gối hạc và tám dược liệu khác được thử nghiệm về tác dụng gây động dục trên chuột nhắt cái thiến hai buồng trứng và so sánh với tác dụng của dietin Lô chuột uống thuốc bổ thận 5 g trên kg trên ngày và lô chuột tiêm dietin stimboestrone 0,4 mg trên ngày đều có tác dụng gây động dục biểu hiện ở sự hiện diện của tế bào sừng hóa trên phiến đồ âm đạo ở 100% chuột ở lô trứng tỷ lệ dương tính là không có thể hiểu sơ bộ thận theo y học cổ truyền chủ yếu là chức năng nội tiết thượng thận và sinh dục và có thể liên quan đến tuyến yên và các tuyến nội tiết khác vì thận theo y học cổ truyền là tạng cơ bản nhất tính vị công năng dễ gối hạc có vị đắng ngọt tính mát có tác dụng giảm đau nhức mỏi công dụng dễ gối hạc được dùng chữa bệnh đau nhức khớp xương tê thấp đau bụng rong kinh yếu mệt sau khi đẻ, ngày dùng 10 đến 16 g dạng thuốc sắc, thuốc bột hay ngâm rượu uống. Ở Malaysia, quả ăn sống chữa kết lị, ghẻ cóc. Bài thuốc có gối hạc, chữa tê thấp, đau nhức gân xương, dễ gối hạc, dễ cốt khí củ mỗi vị 12 g, dễ cỏ xước, hy thiêm mỗi vị 8 g, hạt cau già, uy linh tiên mỗi vị 4 g, trừ hạt cau các vị khác thái nhỏ, sao vàng, hạ thổ tất cả sắc với 400ml nước, còn 100ml uống làm 2 lần trong ngày, dùng trong 7 đến 10 ngày. Nếu số lượng dược liệu nhiều, có thể nấu cao rồi pha với rượu và siro để dùng dần. Hoặc dễ gối hạc, dễ mỏ quạ, dây gắm mỗi vị 12g, dễ bưởi bung 10g, sắc uống. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam, chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác